Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh âm thanh của Doanh Audio. Trong video hôm nay em giới thiệu một kiếm nị Yamaha dòng DSP AX10 công suất 230W. Dòng này mặt rất là dày, cao chiều cao của âm ly đến tận 17cm và chiều sâu của âm ly đến tận 42cm, hậu rất là sâu luôn. Kiếm nị Yamaha này, các bác mua được kiếm nị này, các bác vừa làm âm ly vừa làm play out giải mã DAC, xuất tín hiệu âm thanh sang cục đẩy hoặc là những thiết bị âm thanh khác. Nó vừa đảm nhiệm hai vai trò, một âm ly và làm giải mã DAC luôn. Đấy, rất là hay. Giải mã DAC thì xuất tín hiệu đấy thì nó sẽ ăn theo đường bass, check, volume, tất cả sẽ đều xuất sang cái cổng đấy. Và các bác, nhưng bình thường những cục đẩy của các bác không có chỉnh bass, check chẳng hạn, thì các bác lấy nguyên cái đường sau, đường cổng out phía sau để các bác tận dụng cái âm ly này làm play out luôn. Đấy, rất là hay. Đi kèm đấy là một cái điều khiển. Điều khiển là chuyển kênh rồi to nhỏ, ngắt tiếng, sleep, hẹn giờ, các thứ ở đây. Đấy. Đặc biệt là với cái phím tắt nguồn này thì nó lại không nhận. Điều khiển này nó không nhận. Đây cũng chỉ là cái điều khiển đa năng thôi chứ không phải là điều khiển zin theo âm ly. Đấy, cái này thì em sẽ tặng kèm để các bác chỉnh to nhỏ thôi. Còn tắt mở thì vẫn phải dùng phím trên máy này. Đấy, chứ không dùng được cái điều khiển này. Đấy. Xem tặng kèm để tiện dụng cho các bác thôi. Cái điều khiển đa năng. Đấy. Chỉnh to nhỏ rồi các kênh này. Các kênh CD tín hiệu giải mã quang DTV này, đấy. Chế độ hẹn giờ sleep, đây, chế độ hẹn giờ có thể đấy. Âm ly này kích thước chiều ngang là 43,5, chiều cao 17 và chiều sâu 42, mặt nhôm màu vàng chanh. Đấy. Sẽ có một cái lắp cốp ở phía trước này. Dòng âm ly này đánh hai cầu loa A, B và A cộng B. Đấy. Và có chỉnh bass check trực tiếp ở trên âm ly, bass check này, volume này. Dòng volume này nó đã thiết kế cao cấp hơn. Nó được bọc nhôm màu vàng rất đẹp luôn các bạn nhìn. Đấy. Và đặc biệt có một cái chế độ bass, tức là tăng bass, gọi là trên những dòng như thế này thì gọi là bass extension này. Cái này nó cho gọi nó tương đương với dòng kiểu là loud lớt ấy. Đấy, khi các bác ấn ra nhả ra thì chưa có ấn vào tiếng bass nó rất là sâu luôn. Đây để có A B. Đấy, A cộng B. Đấy. BCM tức là giải mã quang 24 bit. Đây hình thức trên âm ly này sẽ có một vài vết chày xước nhỏ xíu thôi. Đây vết xước do vận chuyển này. Đấy. Có những con âm ly về thì đẹp xuất sắc, có những con âm ly thì nó cũng bị xây sức nhẹ một xíu thôi. Đấy, không ảnh hưởng nhiều lắm. Nói chung là hàng bãi được như thế này cũng là rất đẹp rồi. Đấy. Với mức giá 2.800.000 đồng với các bác mua có một cái âm ly và làm pedal giải mã. Đấy, chỉnh bass check trực tiếp ở trên âm ly và một chế độ tăng bass cực kỳ hay AX Station. Đấy. Và hỗ trợ một cổng quang ở phía trước, phía sau rất nhiều cổng quang luôn. Đấy. Và đây các bác có thể xem qua nội thất của máy. Đấy, các bác nhìn này, nguồn rất khủng khiếp luôn, to. Và trong đây có rất nhiều các tủ này. Ở đây còn một tủ lọc nguồn nó rất to luôn. Đấy. Và dòng này đánh 2, 4, 6, 8, 10 con số than. Đấy. Và đây cái hộp tản nhiệt. À, xin lỗi các bác. Hộp chứa giải mã trong này được bọc trong một cái hộp nhôm như thế này. Rất là chống nhiễu, rất là cẩn thận luôn. Đấy. Ở đây thì nó có vô vàn các cổng kết nối thiết bị như là giải mã quang thì có 1, 2, 3, 4 này. 1, 2, 3, 4 cổng out, 4 cổng in và 2 cổng out. Đấy. Các cổng kết nối thiết bị bên ngoài CD, dành phono, dành đĩa than. Cái phono này các bác lưu ý là đừng cắm điện thoại hay máy tính vào đây nhé. Tiếng sẽ rất là rè, nó chỉ phono này dành cho riêng cho đĩa than. Các cổng khác như DVD. Đấy. Đây, cầu loa A và cầu loa B. Yamaha, hàng sản xuất lắp ráp tại thị trường của Malaysia. 100V công suất 230W. Số series 4421. Ở đây sẽ có cổng play out, main in và main out. Cái cổng main out này chính là cái đường tín hiệu xuất sang âm ly khác và nó sẽ ăn theo volume, bass, check và tăng bass, nó sẽ xuất hết kiểu này. Các bác kết nối với đẩy thêm một cái cục đẩy nữa để hát karaoke gia đình nữa thì quá tuyệt vời luôn. Đấy. Dòng này đánh loa chỉ khá như sau. Với các cổng main, cổng loa chính ấy, tức là cổng A hoặc B trở kháng thấp nhất là 6 ohm, cổng A cổng B là 12 ohm. Center và Reed thì đều 6 ohm trở lên.
ở đây sẽ hỗ trợ cổng súp điện woofer, các bác gắn thêm súp điện nghe trầm sâu hơn. Sau đây em sẽ test luôn cho các bác cái đường chính là đường main out này. Đấy. Tạm thời thì em sẽ đây, phía trước em sẽ ngắt cọng loa này ra. Đây em không sẽ không dùng loa đây nữa. Đấy. Em sẽ kết nối sang một âm đi khác. Đây. Và em sẽ vặn volume này cho to lên. Đấy. Đây, bát chắc này. Ăn theo luôn. Đấy. Kể cả nút tăng bass đây nữa. Nó cũng ăn theo luôn. Đấy. Nó làm play chỉnh âm sắc là như vậy. Đấy. Nó sẽ hoạt động song song, vừa đánh loa vừa làm play luôn. Đấy. Rất là hay. Nội thất máy móc thì cam kết với bác là nguyên zin chất vãi. Đấy, em về chỉ có việc là lấy máy thổi thổi bụi đi là và test nhạc thôi. Đấy, rất là hay. Đấy. Các cổng kết nối như thiết bị đây, các cổng như CD, DVD, cổng TV, TV thì các bác nhìn cái chữ cứ cắm cổng DTV này vào thì nhận diện cho nó dễ, là từ Smart TV xuống. Đấy. Và ở đây thì có một cái điều nó hơi khó một chút này, các bác chính là cái nắp cốp này. Cái nắp cốp này thì ở phía góc này nó đã bị mất một cái miếng nhựa ở đây rồi. Nó ra bây giờ đóng cái cửa này sẽ phải dùng hai tay như thế này. Đấy. Một tay thì nó hơi khó, các bác dùng hai tay đóng cửa nó vào. Đấy. Và tất cả còn lại thì có thể dùng trên điều khiển và cũng không cần phải mở lên cái nắp cốp ra làm cái gì nữa, rất là không cần đến. Đấy, các bác cứ để ra thôi. Và tất cả nó dùng ở trên khiển này rồi, không cần phải dùng đến mở nắp cốp ra để chỉnh cái bên trong nữa. Đấy. Thì âm cũng rất dễ sử dụng thôi, không có gì cả. Đấy, bật tắt nguồn có 3B. Đấy, chế độ tăng bass và chỉnh bass check volume. Và chế độ trên này cũng có chế độ input nhưng mà các bác có thể chỉnh ở trên khiển cho nó tiện. Đấy, rất là nhanh chóng. Đấy. Dòng này rất dễ ghép loa, kể cả những dòng loa Bose hay những dòng loa JBL, những dòng loa châu Âu, đánh cực kỳ hay luôn. Đấy. Rất dễ là ghép loa. Với những dòng DSP AX10 này cũng khá nhiều các bác săn đón những dòng loa âm đi đa kênh này, rất là hay, nghe nhạc rất hay. Đấy. Tuy nó cũng bị chảy sức một xíu thôi thì giá thành cũng đã giảm đi một chút rồi. Đấy. Còn hình thức đẹp long lanh thì sẽ giá nó mức giá sẽ tốt hơn. À, xin lỗi, mức đẹp long lanh thì mức giá sẽ cao hơn một chút. Thì em bù lại thì em tặng cho các bác cái điều khiển để các bác sử dụng. Đấy. Cái khiển này em mua ở ngoài cũng khá là cao, không hề rẻ một chút nào cả. Đấy. Giá 2.800.000 đồng không bao gồm phí ship. Các bác mua hàng liên hệ cho em qua số điện thoại 0961 2255, số điện thoại hiển thị ở góc bên phải. Cảm ơn các bác rất nhiều, xin chào và hẹn gặp lại. 2.800.000 không bao ship các bác nhé.